Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thấy Nửa Đe. Thưa các bạn, vào ngày 11 tháng 5 thì admin đã chia sẻ với anh em dự án nhận 10 token phát từ Step Upper. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho anh em cái bước tiếp theo của dự án này để anh em có thể là chuyển đổi trong tương lai. Ở dự án Step Upper thì có ra một cái web cho anh em. Và trên Twitter của dự án thì cũng đã có cái video hướng dẫn cho anh em chuyển đổi điểm phát cũng là nạp điểm phát lên trên sàn. Lên trên trang của dự án. Thực ra thì chưa có bước chuyển đổi. Ở đây thì nó cũng chia sẻ cho chúng ta về cái trang web như sau. Truy cập vào trang web web.stepupper đăng nhập tài khoản kết nối ví bên ngoài MetaMask chúng ta giống với ví các bạn sử dụng để yêu cầu phát của mình và chọn phát, sau đó chuyển. Cho biết số tiền bạn muốn chuyển, chúng tôi sẽ sớm chia sẻ để bạn có thể sớm truy cập vào notebot của mình trong ứng dụng. Đó. Thế bây giờ thì anh em mình nghĩ là chúng ta cũng nên chuyển đến trên đây bởi vì là dự án nó đã có hướng dẫn như vậy. Còn không, để ngoài thì không biết sau này liệu nó có nít sàn hay là sao hay không thì chúng ta không biết trước được. Thế bây giờ chúng ta kết nối ví và trước tiên là các bạn khi đăng nhập vào web ấy, nó sẽ yêu cầu chúng ta là điền email. Sau đó nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail code về Gmail. Nó nhập mail code Gmail, sau đó chúng ta kết nối ví và các bạn nhớ là chúng ta sẽ chuyển sang mạng Step Network. Đó, chúng ta kết nối với web. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cái bước nạp tiền. Cái bước nạp tiền thì chúng ta sẽ nạp lên trên web. Chúng ta chọn một tài khoản wallet này. Yêu cầu là trên ví của chúng ta thì các bạn sẽ cần phải có một lượng TFI nhé. Đấy, bây giờ cái lượng này thì các bạn mua từ Bybit thì cái đấy mình đã hướng dẫn nhiều rồi. Thì bây giờ các bạn ấn vào Pass này. Chọn nút transfer này. Cái lượng các bạn muốn sử dụng spend thì ở đây mình chọn max. Ta chọn transfer này và bây giờ chúng ta sẽ chọn là confirm. Bây giờ trên ví chúng ta sẽ xuất hiện một cái lệnh. Chúng ta cũng sẽ chọn vào nút confirm ở đây. Để nạp trên web. Đây mình sẽ nạp toàn bộ lên. Anh em thông cảm vì mình đã kết nối ví và cũng đã đăng nhập rồi nên mình không có hướng dẫn cho anh em cái bước đăng nhập kết nối ví nữa mà chỉ hướng dẫn anh em bước tiếp theo thế này thôi. Rồi, mình đã nạp toàn bộ lượng này lên nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ có thể ấn vào nút back này. Thoát ra bên ngoài và phần wallet thì các bạn sẽ thấy ở trong phần spend thì toàn bộ số dư của mình đã nạp trên đây rồi. Và sau này thì khi mà hệ thống nó có cái quá trình chuyển đổi nó bot thì mình sẽ thông tin anh em sau. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn và anh em đón dõi video. Xin chào các bạn tiếp theo.